Trong vài ngày qua, người hâm mộ quần vợt thế giới rất quan tâm đến một video quảng cáo trong đó Roger Federer thể hiện khả năng giao bóng chính xác tuyệt đối của mình. Rất nhiều người nghi ngờ về sự chân thực của đoạn video đó và đã cáo có cả một cuộc tranh luận về đề tài này ngay trước thềm giải Mỹ mở rộng. Không ai hoài nghi về năng lực của người đã giành 16 giải Grand Slam Roger Federer, nhưng với cú sát vít biểu diễn mang tên Federer Gillette của anh thì có. Trong những ngày qua, trên nhiều trang mạng đã xuất hiện hình ảnh về những cú giao bóng chính xác tuyệt đối của tay vợt Thụy Sĩ và một lon nước trên đầu cộng sự. Những hình ảnh này đã lan tỏa nhanh chóng với hơn 5 triệu lượt truy cập. Bản thân Federer cũng bất ngờ về điều này. Tôi hoàn toàn bất ngờ với sự lan tỏa của những hình ảnh đó, và bây giờ ai cũng biết tới chúng. Tôi sẽ đưa chúng lên trang cá nhân của tôi, và tôi chắc rằng những người hâm mộ muốn nhìn thấy nó ở đó hơn bất cứ nơi nào khác. Bạn có thể thực hiện được cú đánh đó nếu có sự tự tin. Tôi đã có 2 tuần nghỉ ngơi nên mới làm được điều này. Nếu như bảo tôi thực hiện nó sau một giải Wimbledon thì chắc là không thể. Và những đồng nghiệp của Federer cũng cho thấy những phản ứng khác nhau. Tôi cũng đã xem qua và không quan tâm đến điều này có thật hay không, dù rằng đó là Federer. Tôi cũng đã nhìn thấy những hình ảnh đó, và có vẻ như đó chỉ là một clip giải trí để quảng cáo. Tôi nghĩ không thể thực hiện được cú đánh đó. Hai cú chính xác một lúc, tôi nghĩ tôi không thể làm được như vậy. Hoặc có thể tôi cũng không đủ mạo hiểm để đặt cái lon lên đầu người khác rồi tập như vậy.